Ok, xin chào các bạn, mình là Thắng đến từ Hoa Mai Auto và hôm nay tại chi nhánh Phú Yên đã có một vị khách hàng rất là may mắn được trúng thưởng chiếc giải ba của chương trình giấy test, là chiếc Honda Airblade 125 ha. Rồi anh có thể giới thiệu về bạn sơ về bản thân của mình nha. Mình tên Lệ, mình sinh sống và làm việc mình sinh sống tại Tuy Hòa và mình làm việc tại Nha Trang. Ok, dạ. Cảm xúc của anh như thế nào khi mà trúng được một cái giải thưởng mà nó cái giá trị nó cũng khá là lớn như này? Mình rất là bất ngờ và cảm thấy may mắn khi mình được trao thưởng cái chiếc xe này và mình rất là vui. Dạ. Cái này anh hơi rung mà giờ vẫn chưa kìm được cái cảm xúc mà. Và đây có phải là một cái địa chỉ quen thuộc để anh thường xuyên tới để đổ xe hay không? Thực sự thì mình cũng là một khách hàng mới thôi, thì mình cũng được giới thiệu qua bạn bè và có được sự review và rất là nhiều đánh giá từ bạn bè về cái sản phẩm này và cái địa chỉ này, nên là mình đã lưu tới đây để lắp đặt màn hình. Và từ trước đến giờ khi mà anh mua, khi mà anh tham gia những cái chương trình khác, anh có nghĩ là anh sẽ trúng được những cái giải thưởng mà lớn như này chưa? Thật sự là chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ trúng được một sản phẩm có giá trị cao như thế này. Mình cảm thấy mình rất là may mắn. Và anh biết đến cái giải thưởng trúng xe máy này thông qua ở cái kênh nào anh ạ? Mình biết thông qua Facebook. Sau khi lắp đặt và sử dụng sản phẩm một thời gian thì anh có đánh giá như thế nào về sản phẩm của Z-Tech? Mình vừa mới lắp đặt, nói chung là mình cần phải thời gian để mình sử dụng và mình có thể đánh giá được, nhưng mà sau những cái bạn của mình thì cũng đã sử dụng cái sản phẩm này thì cũng mang về những cái trải nghiệm tốt, nên là họ đã hướng dẫn cho mình lắp đặt. Và em cũng rất là cảm ơn anh đã sử dụng sản phẩm của Z-Tech cũng như là ủng hộ Auto 365 Phú Yên của em. Cái lời này muốn chia sẻ đến thì hiện tại bây giờ thì anh cảm thấy rất là vui và rất là rung bởi vì khi nghe tin mình nhận được cái sản phẩm này. Xin cảm ơn. Test Tech Car Screen exported to the USA.